trong nhà lắp cái lồng choè. Đây, đang lắp cái lồng choè cho con choè lửa. Tiện thể quay con, các bác đang thấy con than ở ngoài nó đang liu riu nó chơi. Nó là con chim bổi các bác ạ, nó rất là nhát nên mình quay ở ngồi rất là xa. Đây. Đây, đang lắp cái móc với cái cống kép cho con choè. Đây, những cái lồng to là có phải ti inox các bạn. Đây, inox này thì bền vĩnh viễn luôn, trên là móc đồng. Cống thì thôi cứ trung thành với lại mấy chục hộp cống thủy tinh. Đây các bác thích nhất là cống này. Rồi, chào tất cả các anh em nhé. Nhà mình chuyên cung cấp cái cám mi choè màu cùng cây. Các bác có nhu cầu liên hệ với số điện thoại Cám Chim Đất Việt. Chào tất cả. Mấy lần vượt không?